Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với lại Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Hãy chào cô Mỹ Linh, kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chúng tôi xin được kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là an vui. Và bây giờ bắt đầu với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Trước khi chúng tôi gửi đến cho quý vị những bản tin của ngày hôm nay, không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ. Đó chính là Yamava Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo, có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa đó là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn cũng như là bổ dưỡng cho sức khỏe. Địa chỉ là 2850 Queenby Road, Suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Và sau đây là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của nước Trung Cộng, đã gửi điện thư để chúc sức khỏe cho ông Joe Biden. Ông Joe Biden là tổng thống của Hoa Kỳ đã mắc bệnh COVID-19 và ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và chúc ông Joe Biden sớm bình phục. Chủ tịch Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã viết trong thông điệp gửi cho tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm nay theo kênh truyền hình của quốc gia Trung Quốc CCTV. Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cũng thông báo Tổng thống Joe Biden có kết quả dương tính với COVID-19, triệu chứng rất là nhẹ và cách ly tại Tòa Bạch Ốc. Ông Joe Biden năm nay 79 tuổi đã bắt đầu dùng Paxlovid, loại thuốc kháng virus có thể giảm nguy cơ nhập viện cho những người mắc COVID-19. Tổng thống Hoa Kỳ sau đó chia sẻ rằng ông ngồi ở bàn làm việc và cùng với video khẳng định ông cảm thấy khỏe khoắn. Ông chủ Tòa Bạch Ốc đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer trước khi nhậm chức tháng 1 năm 2021 và tiêm mũi đầu tiên vào tháng 9 năm 2021 và sau đó ngày 30 tháng 3 ông có thêm một mũi nữa. Tuy nhiên, do tuổi cao, ông Biden thuộc nhóm có nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19. Ông Tổng thống Joe Biden ngày 21 tháng 7 cho biết ông dự định điện đàm với ông Tập vào cuối tháng. Và có lẽ là vào ngày 18 tháng 9 sắp tới, khi ông Joe Biden cảnh báo ông Tập Cận Bình không nên ủng hộ Nga trong vấn đề chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Moscow cũng như là ở tiền Ukraine. Đó là những vấn đề mà đặc biệt, cũng như ông cũng đã nhấn mạnh đến một vài điểm, trong đó có Đài Loan. Đài Loan luôn là vấn đề nóng bỏng trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong những năm gần đây. Trung Quốc qua Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sử dụng vũ lực nếu cần. Hoa Kỳ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, như là một bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này. Và đó là những điều mà ngày hôm nay chúng ta được biết thêm về sức khỏe của ông Tổng thống 79 tuổi của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, một bản tin được 7-Eleven đưa ra cho biết họ sẽ cắt giảm 880 việc làm trong lúc đang thay đổi cách thức điều hành. Công ty mà có tất cả những cái cửa hàng mà bán những cái vật dụng hàng ngày của chúng ta, và kính thưa các loại trên đời, từ nước ngọt, đồ ăn, snack, đồ ăn nhẹ, cho tới kem đánh răng, cho tới nước giặt quần áo, nói chung là những cái gì mà quý vị cần thiết trong đời sống hàng ngày. Thì những cái hàng grocery thì 7-Eleven rất là nổi tiếng. Thì hồi năm ngoái họ đã mua được một cái thương vụ là của một cái công ty cũng
làm cái cửa hàng giống như họ nhưng mà nhỏ lẻ hơn với một cái thương vụ trị giá 21 tỷ đô la, đó là Speedway. Và khi mà Speedway đó thì cũng chuyên bán đồ mà những cái mặt hàng nhỏ nhỏ như vậy, rồi cũng như có các hệ thống của các cây xăng nữa. Cho nên là khi mà họ mua với lại một cái giá 21 tỷ đô la thì đây là lúc mà họ cần phải thay đổi nhân sự và cần phải thay đổi cái chiến lược kinh doanh của mình cũng như là cách thức điều hành. Người phát ngôn của 7-Eleven cho biết như với bất kỳ một cái sự gọi là kết nối của hai công ty thì cái cách mà chúng tôi làm việc bao gồm đánh giá các cách thức, các tổ chức, kết cấu của công ty, quá trình xem xét đã bị chậm lại bởi COVID-19 nhưng hiện đã hoàn tất và chúng tôi đang hoàn thiện cái cách thức tổ chức của mình để mà thực hiện cái việc điều hành công ty trong tương lai. Và cho biết 7-Eleven đã đưa ra quyết định khó khăn là sa thải 880 nhân viên trong lực lượng lao động của mình ngay tại vùng Irving, Texas và cũng như thành phố là Enon của tiểu bang Ohio là các trung tâm giúp đỡ trong các việc là điều hành, giúp đỡ tại ngay tại hiện trường thì họ sẽ điều động nhân viên rồi cũng như là cho những người mà call center hay là giúp đỡ tất cả những cái đại lý franchise của 7-Eleven. Họ nói những quyết định này không được đưa ra nhẹ nhàng và chúng tôi luôn biết rằng và chúng tôi cần phải giúp đỡ những nhân viên bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ, chuyển đổi nghề nghiệp. Họ muốn làm những công việc khác, 7-Eleven cũng sẽ giúp đỡ. Trụ sở công ty của 7-Eleven tại Irving và tại Enon là một phần của khu vực đô thị ở khu vực Springfield, Ohio, nơi đặt trụ sở chính của Speedway. Và CNN đưa tin rằng 7-Eleven đã mua Speedway để tăng cái sự hiện diện của mình ở khu vực Trung Tây và phía bờ đông của nước Mỹ. Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết vụ mua bán này là một vi phạm luật chống độc quyền khi mà công ty 7-Eleven đã phải bán hơn 200 cửa hàng để mà có thể gọi là trả được cái giá 21 tỷ cho Speedway. Nhưng mà khi mà họ thâu tóm được Speedway có nghĩa là họ sẽ làm chủ được cả một cái hệ thống tất cả các cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Mỹ. Ở đây là một cái thương vụ rất là lớn mà dĩ nhiên là cái sự mà độc quyền của thị trường là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà too late, Ủy ban Thương mại Liên bang khi mà họ đưa ra vấn đề này đã trễ rồi, là tại vì cuối cùng thì 7-Eleven cũng đã mua xong Speedway và cũng đã bắt đầu hoàn thiện cái cấu trúc kinh doanh của mình. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Yeah. Ukraine và nước Nga đã ký thỏa thuận ngũ cốc với Liên Hiệp Quốc. Ukraine và Nga đã ký thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã cho phép xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc từ các cảng ven biển Đen, Black Sea. Lễ ký diễn ra tại cung điện Doma Palace ở Istanbul ngày 22 tháng 7 với sự tham gia của đại diện Nga và Ukraine, cũng như là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antony Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Erdogan. Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết thỏa thuận sẽ thành lập nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi chúng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên biển Đen. Các hoa tiêu của Ukraine với bản đồ sẽ hướng dẫn tàu hàng chở ngũ cốc đi qua khu vực rải thủy lôi ven bờ biển. Tàu hàng sau đó sẽ đi tới eo biển Bosphorus dưới sự giám sát chặt chẽ của trung tâm điều phối ở Istanbul, bao gồm các đại diện Liên Hiệp Quốc, Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm điều phối sẽ kiểm soát các tàu hàng tới Ukraine nhận ngũ cốc nhằm bảo đảm chúng không chở theo vũ khí hoặc những vật dụng mà quốc gia Đông Âu có thể dùng để tấn công nước Nga. Nga và Ukraine cũng đồng ý ngăn các đợt tập kích nhằm vào bất cứ tàu hàng hoặc cảng trong sự tham gia sáng kiến vận chuyển ngũ cốc thiết yếu. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có mặt tại các cảng của Ukraine để phân định các khu vực được bảo vệ theo thỏa thuận. Và đây cũng là một tin vui bởi vì ngũ cốc ở tại Ukraine đã được xuất khẩu. Nó sẽ giải quyết được một nạn đói rất là lớn, nhất là ở Indonesia và thứ hai là ở tại châu Phi. Bởi vì những quốc gia châu Phi thì dường như lệ thuộc 70% vào những loại ngũ cốc thế giới, mà trong đó là 25% vẫn lệ thuộc ở tại Ukraine.
Trong khi đó thì 30% của đất nước Indonesia là phụ thuộc vào lúa mì, cũng như là những cái hạt đậu và đặc biệt là dầu hướng dương của Ukraine. Thì đó là một cái tin vui cho ngày hôm nay. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, thượng nghị sĩ Tammy Baldwin đã nói rằng cô đã có một cái cuộc gọi là chạm mặt đối với thượng nghị sĩ Rubio sau khi mà ông gọi cuộc bỏ phiếu để mà có thể hệ thống hóa hôn nhân đồng tính là một sự lãng phí thời gian ngu ngốc. Thượng nghị sĩ có thể nói là công khai là người đồng tính đầu tiên nói rằng bà đã mặt đối mặt với lại thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa của tây bang Florida. Và trước cái nhận xét của ông rằng là cái cuộc bỏ phiếu về dự luật hôn nhân đồng giới là một sự lãng phí thời gian một cách ngu ngốc, bà nói cùng nhau ở trong thang máy của Quốc hội sau khi Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua đạo luật tôn trọng hôn nhân, gọi tắt là RFMA, thì đạo luật này sẽ hệ thống hóa quyền hôn nhân của các cặp đồng tính và tất cả giữa các chủng tộc. Thì thượng nghị sĩ Tammy Baldwin nói đã nói lên cái hành động rõ ràng của mình, bác bỏ những cái ý kiến của thượng nghị sĩ Marco Rubio. Nhưng mà khi mà CNN đòi hỏi cái sự bình luận của hai phía thượng nghị sĩ thì họ chưa có trả lời. Và thượng nghị sĩ Tammy Baldwin là cái người mà phải nói công khai đồng giới đầu tiên đối với lại các vị thượng nghị sĩ. Bà cho biết là phán quyết gần đây của tòa án tối cao khi mà gọi là họ lật ngược lại cái phán quyết Roe kiện Wade có từ năm 1973 đã làm thay đổi nước Mỹ và đã làm thay đổi cái giống như một cái hình thức tự do của nước Mỹ, cho nên là cần phải có những đạo luật bên cạnh để bảo vệ cho cái quyền tự do. Và bây giờ thì đảng Dân Chủ đã thông qua với số phiếu 267/157, trong đó có 47 đảng viên của đảng Cộng hòa đồng ý với đảng Dân Chủ, còn ngoài ra thì tất cả đều phản đối, để mà thông qua một cái dự luật liên quan đến ủng hộ cho những người hôn nhân mà gọi là đồng tính thì họ được quyền bảo vệ, và cho tất cả những người đồng tính nam, đồng tính nữ hay là bất kỳ các sắc dân nào. Tuy nhiên nó sẽ phải đối mặt với lại cái thế 50-50 rất là mạnh mẽ ở tại Thượng viện. Và đến đây thì xin kính mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.